sáng ngày 11 tháng 1, 11 trên 11 xã phường trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân kiểm tra, lập lại trật tự đô thị tại các tuyến phố trên địa bàn. Đồng chí Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp kiểm tra tại các xã phường. Đoàn do đồng chí Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trực tiếp kiểm tra tại phường Bắc Sơn, phường Vàng Danh, xã Thượng Yên Công. Đoàn do đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra tại các đơn vị phường Quang Trung, phường Thanh Sơn, phường Yên Thanh, phường Phương Đông, phường Phương Nam, phường Trương Vương, phường Nam Khê. Qua kiểm tra ghi nhận, trên tinh thần nội dung chỉ thị số 06 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Uông Bí, các đơn vị xã phường đã tổ chức lực lượng tuần tra dọc tuyến trên địa bàn của từng phường, đặc biệt là tại các khu vực bám đường quốc lộ. Các lực lượng đã phát hiện, nhắc nhở, đồng thời tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm đối với một số hộ kinh doanh, cá nhân có các hành vi vi phạm quy định như bày bán hàng trên vỉa hè, đặt biển quảng cáo, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới người dân về những quy định về đảm bảo trật tự đô thị, các hình thức xử phạt đối với từng trường hợp để người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật.